sau khi vào Tràng An xong chúng ta mua vé, chúng ta vào quầy soát vé. Khi chúng ta vào Tràng An thì chúng ta mua vé hoặc đi theo đoàn thì là sẽ có hướng dẫn viên phát vé cho quý vị và các bạn. Và chúng ta đi qua cổng soát vé thì chúng ta vào đến bến thuyền. Đây, chúng ta xuống bến thuyền như thế này. Xong các thuyền này sẽ đưa chúng ta đi du lịch Tràng An. Tràng An bây giờ là có hai tuyến quý vị và các bạn. Một là đi tham quan các cái tuyến, một là tuyến cũ, thứ hai là bây giờ phát sinh thêm một tuyến mới, đấy là cái chỗ quay phim Kinh Công ấy. Đấy, và đa số giới trẻ bây giờ là đi tuyến quay phim Kinh Công. Một hai tiếng. Chứ nét nhỏ đi học thì biết được một hai tiếng. Cũng hỏi ổng ở đâu đồ này kia nọ rồi về đó. Em hồi xưa chèo đi ghe toàn là chống xào không à. Không có chèo vậy. Có không? Có. Hồi xưa ông rẫy có ghe mà. Dạ. Yeah. Đó. Chống cái xào á. Còn ổng bữa đông xuống nhà chị sắp chết rồi, sắp chết bữa ổng mang một kiến con thì rớt cái trọng, con thì còn trọng. Chị thấy gì chị mắc cười quá. Chị mới cho mẹ không rồi. Ờ, đoàn kia đi trở ra. À không, chắc chắc đoàn đấy là đi các đền. Mình đi vào Kinh Công. Mà vậy là người ta khác là đi. Đoàn này cũng vô nhà cũng để gì cũng mang luôn. Khác ra thì không biết đường. Con đợi con. Ăn con. Cũng để con đỡ lên. Cái này ông mang mắt kính mua đen hay sao kỳ vậy? Đâm hỏi ông thử. Vậy chứ mình tại mình không tiếp xúc nhiều, chứ mình tiếp xúc nhiều á mình nói tiếng người ta vẫn được bình thường. Chứ sao y nhân bò ổng á làm gì, làm tiệm tóc hay làm gì đâu, làm ăn shop làm gì đâu trên nhà mẹ. Ừ mà cùng biết nói chuyện nhà cái bữa ổng đi xuống mặt hoàng đó. Mà ổng lớn chưa? Lớn rồi, ông đó lớn. Bự con phải không? Đô bự con phải không? Đô bự con lắm. Vậy ổng lẽ mà lớn tuổi rồi phải không? Lớn tuổi khoảng mấy vậy? Nhưng mà giờ là ổng đi về rồi phải không? Về rồi. Mà sao? Không lẽ bà đó là ông đó là bầu của cái chỗ sớp Hoa Trắng ta? Đúng rồi. Sớp Hoa Trắng là... Tiếp tục vào đông. Là biết rồi, ông đó khó vô địch luôn á. Ủa khó hả? À vô giao hàng lúc nào ông cũng cự bá. Nó là... Bà cũng lên tuổi phải không? Lên tuổi. Ông nói là để ông về á, ông giải tiền vô đây, công xuống nha. Ông về ông cầm. Ui, ở đây nhiều tảng đá đẹp quá anh. Vậy? Đại nghe mày biết vô thì nghe nhau rồi. Trong đống này rất là nhiều cái đá nhị rất là đẹp. Wow, nhu đá đẹp quá. Dạ. Rồi cái nhà bà, nhà bà mở nó bán gì chứ? Sớp, sớp cũng bị phẳng rồi. Ủa đẹp. Gói với lại lên chiếu. Năm nào dòng đều đều hiểu do buồn bận hành quân nên chẳng khó thăm nhau, nhưng có nhau những hơi thở vào lần chỉ đem đầy đêm
mẹ cười ra đi. Nói chung là làm gì cũng là làm tổng. Nhưng mà điều cái thằng này cũng đúng nha. Dạ, ví dụ như con đánh bắn bưng đi nữa, con cũng là người tổng. Thấp thì là không thấp gì vậy. Cái này đã thật được rồi. Thích là tình dục yêu. Bạn mặc đồ đẹp rồi đi chào thuốc đi. Cái chị mở nhà, cô mở nhà thuốc đó, trong quán là không có người. Cái mở nhà thuốc đó, trong đó cái quậy tới luôn, nó chặn chịt. Cái giờ nó lẽ mà ngư chị mở. Ta đâu có đối thủ cạnh ta. Rồi về cắm luôn. Cắm luôn. Mới đi, mới quen, mới biết. Đỉnh ra thuốc này đỉnh mê mà đỉnh khu đông đông. Những khu đông đông nhiều người chen vô. Nhiều, cảnh đông nhiều không có ai. Lo tốn tiền nữa. Bao giờ mấy khu có tốn tiền nữa. Ra mấy khu vắng vẻ nữa. Bây giờ mới lẽ là cảm ơn chị. Cái kể ra nó mấy tôi đó tôi nghe làm tình dược viên này. Em nha. Tôi đi làm tình dược chứ bác sĩ. Chưa anh, mai mới về. Nó quên không, đẹp. Chưa mai mới về. Dạ dạ, chưa luyện xong còn chưa cuối cùng. Còn chưa, đẹp chưa cuối cùng nữa xong rồi. 72 lại. Bán chưa 71 rồi. Dạ. Rồi rồi. Tôi biết con chợ Bình Thạnh á ngày xưa ha. Bán thuốc là để hủ hủ vô cẳng nè, vô phần á. Hủ này là thuốc cảm nè, thuốc cho hủ mũi gì đó. Cái hủ hủ là vô phần sẵn. Chỉ vô mà mỹ phẩm bán chợ nha. Bán thuốc tây vậy á. Bán rẻ lắm. Chứ không được cái được. Chứ không mà được tình dục rồi này kia đâu. Không có được đậu đâu. Nó muốn đi vậy mà cô cũng nó vô mở một cái cổng đi. Không đậu nó không chịu chắc là chạy ớn nha. Cái cô đi làm cái phép kinh doanh mình nó xin giấy tờ rồi rồi hết. Cứ mở ra bán một chằng chạy. Cô nói y như con nè. Con còn nhỏ mà con còn hiểu biết hơn nữa. Cái mày làm tài cũ á. Mày muốn đi chơi mày dám dở mày đấm cửa mày đi. Mày mướn cho ta mày ngủ được không? Nó bán sạch ra sạch thải cũng như mình cũng bán nghỉ là nghỉ mình tự chủ rồi thời gian rồi mình sẽ nói là tự chủ rồi qua thời gian giờ cái mấy tờ rồi 80 chạy đó cho nó vụ này viết ra quả má tôi rồi tôi đây cũng có các mô anh Sơn anh sự Quảng Nam á anh biết không? Biết rồi phải không? Sự Quảng Nam, sự á. Ngày phó Quảng Nam. Quảng Nam thì em đã không biết. Ờ anh sự. Sự. Không em không nhớ. Vâng. Khu vực đó là anh Minh. Ở đây là ổn luôn á.
cũng quậy quá tài rồi, mới lại còn đi làm năm tháng nữa năm. Dạ em nha. Ôi, mình gần rán nơi. Ủa, vậy là nó cắt nhiều quá cũ ha. Dạ. Dạ. Sao hồi trước anh gì anh Trí bạn em nó cũng làm bên đó mà. Giám sát hay gì cũ và dầu ấy. Chưa con chút. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xung quanh. Tại vì những đứa này nó cũng trên lý thuyết là nó giảm, còn thực tế thì không biết là nó tải chưa. Tải rồi ta mới rút ra. Đúng rồi. Thì mấy ông này mấy ông cũng nhìn, mấy ông này cũng bay tướng tượng không mà. Cỡ hàng mà đưa giống cho nó cỡ đó thì mấy ổng cũng phải siêu tao. Có hẳn lưỡng lợi của bộ nó là nó không cần cái đó, nó không cần, nó nói là 20% thôi, chứ giờ tính nó 30% là nó không có được đầu tư, nó nhỏ vốn đó, nó không nhận đầu tư, nó nhận, nó người ta lên, nó xin đầu tư 2 tỷ mà ta cho nó lên 3 tỷ, mà những số vốn vậy nó không được. Ông nói đòi cái cổ phần nhiều lắm, cổ phần nhiều khả năng nó mới mất là ông thâu tóm luôn công ty nó liền. Thì nó đã hết nổi á, ông thằng ông đâu cũng chia lại cho ông nhiều. Ví dụ chia ra hết, thì các cổ đông hợp lại nó tăng cổ phần lên. Thì tăng cái phần thì người đó làm chủ. Thì tăng thì nó không mua dần dần lại. Thì nó hỏi lên nó làm chủ lại gì. Giống mấy người nó tặng công ty vận tải, nó tặng chỉ có cái là cái dạng tiếp này phải